Huyền thoại Chelsea đã gây xôn xao dư luận sau khi Willian rời Arsenal, câu lạc bộ đang đứng cuối bảng ngoại hạng Anh 2021-22. Willian chuyển đến Arsenal từ Chelsea vào mùa hè năm ngoái theo dạng chuyển nhượng tự do và được hưởng mức lương 220.000 bảng một tuần. Thế nhưng anh đã đưa ra quyết định gây sốc khi hủy hợp đồng vào cuối hè này để có thể về Brazil. Willian cũng giống như nhiều cầu thủ đã rời Chelsea để đến Arsenal, đã phải trải qua một sự nghiệp khá thất vọng trong màu áo pháo thủ. Anh chỉ ghi được một bàn thắng ở ngoại hạng Anh cả mùa trước và là một phần nguyên nhân khiến Arsenal không thể giữ cúp châu Âu. Trước sự việc Willian rời Arsenal, huyền thoại Drogba của Chelsea đã đùa rằng cầu thủ người Brazil là một trong những gián điệp mà The Blues cài vào đội chủ sân Emirates. Trên mạng xã hội, Drogba viết, "Tôi luôn hy vọng các cầu thủ Chelsea, những người từng đem lại niềm vui cho người hâm mộ sẽ trở về câu lạc bộ, nhưng dòng trạng thái trước đó của tôi về việc Willian trở lại Chelsea chỉ là nói chơi giữa chúng tôi. Cảm ơn và chúc may mắn khi đến Corinthians. Cảm ơn điệp viên Willian, nhiệm vụ của cậu đã kết thúc, giống như David Luiz và Cech, huyền thoại người bờ biển Nga kết thúc dòng trạng thái một cách hài hước." Trong ba điệp viên mà Chelsea cài cắm đến Arsenal, chỉ có cựu thủ môn Cech khiến người hâm mộ pháo thủ hài lòng, trong khi David Luiz và Willian đều để lại nỗi thất vọng. Trước Drogba, nhiều cổ động viên hài hước cũng đã đùa rằng các cựu sao The Blues đến để phá hủy Arsenal từ bên trong.